Rồi chào các bạn nhé, ở đây thì mình có mấy cái máy nguyên hộp chính hãng, tí nữa sẽ thanh lý bán giá rẻ hơn cho các bạn. Nhưng mà trước tiên thì mình giới thiệu đến các bạn một số cái phụ kiện ở bên shop Việt Nam bán ra là hàng phụ kiện rất là xịn các bạn nhé. Giá bán thì không rẻ đâu, nhưng mà tiền nào của đó, đắt thì nó sát ra miếng. Đầu tiên thì mình giới thiệu đến các bạn sạc dự phòng đi. Ở đây thì nhà Nam sẽ có cái sạc dự phòng mà 10.500 có chế độ sạc nhanh 12W các bạn nhé. Có chế độ sạc nhanh 12W. Và cái sạc này có cái dung lượng là 10.500 mAh. Có hai cổng sạc ra USB và có hai cổng sạc vào, một cổng là micro và một cổng là Type-C. Với giá bán cực kỳ rẻ, chỉ có 230.000 trên một viên này thôi. Dòng sạc lên đến 2.5A các bạn nhé, chính hãng của Việt Nam, 5S Spy. Nếu như mua sản phẩm này thì các bạn sẽ nói là cái sản phẩm sạc dự phòng 10.000 mà giá bán 230 đấy, là mình sẽ biết các bạn nhé. Cụ thể nói giá bán là mình biết luôn. Bởi vì ngay sau đây mình sẽ giới thiệu đến các bạn cái sản phẩm sạc dự phòng nó chất lượng hơn. Đó là cái sạc dự phòng 20.000 mAh, tức là dung lượng nó nhiều hơn. Cái này thì nó đắt hơn, giá nó tới 450 các bạn nhé, 450. Tuy nhiên là nó có chế độ sạc vốc này và dòng sạc lên đến 3A 22,5W các bạn nhé, cũng là chính hãng của 5S Buy Việt Nam. Thì tất cả cái sạc dự phòng này mình cam kết là hàng chuẩn chỉ chính hãng, bảo hành cho các bạn 6 tháng nếu có lỗi. 6 tháng là đổi cái khác nha, chứ không phải bảo hành sửa chữa. 6 tháng là đổi các bạn nhé, xài giữ gìn giúp mình đừng làm vỡ ha. Rồi tiếp theo là mình giới thiệu đến các bạn một cái bộ sạc phổ thông nhất của cái dòng iPhone mà mình vẫn hay thường chào mời để bán cho các bạn, và bán rất là nhiều, tuy nhiên là không bao giờ thấy lỗi, rất ít, có nghĩa không phải không có nhưng có thể ngàn bộ lỗi một bộ đấy, là đen đen thôi, đỏ quên đi các bạn nhé. Đấy thì cái bộ sạc này là cái bộ sạc mình gọi nôm na là cái bộ sạc nhanh iPhone 18W, nó sẽ dùng cho từ iPhone 8 trở lên các bạn nhé, 8 trở lên cho đến 13 Pro Max bây giờ các bạn vẫn xài được, là bao gồm cả cáp và cóc. Ở đây mình sẽ bán với giá là 300.000. 300.000 các bạn nhé, cũng bảo hành cho các bạn 6 tháng. Tuy nhiên các bạn biết đấy, bên mình là không bao phí ship đâu. Bên mình là không bao giờ bao phí ship các bạn ha. Đấy, bộ này 300 xài rất là chất. Nói chung là như mình đã nói đấy, hàng ngàn bộ thì xui lắm mới lỗi một bộ thôi. Xài rất là ok cho tất cả các loại máy và bao gồm tất cả các loại cái iPad của hãng nhà táo á, trên thị trường cũng sạc bằng cái bộ sạc này được các bạn nhé. Cho chúng ta thời lượng sạc rất là nhanh, ổn định và xài rất là bền. Tiền nào của đó bạn ha, 300.000. Tiếp theo là giới thiệu đến các bạn cái bộ sạc mà sử dụng cho cái dòng thấp hơn của dòng iPhone. Thấp hơn có nghĩa là từ iPhone 7 trở xuống các bạn ha. Từ iPhone 7 trở xuống cho đến iPhone 5 là chúng ta đều sử dụng được cái bộ sạc này. Tại sao mình chọn cái cốc dẹp này? Cốc dẹp này có dòng sạc rất ổn định và sạc rất là nhanh. Ok. Đấy. Và bộ sạc này cả sợi dây và cả cái củ này là gọi là một bộ, thì có giá bán cho các bạn là 150.000 các bạn nhé. Và dĩ nhiên rồi, cũng không bao phí ship đâu. Tất cả sản phẩm Nhà Nam bán ra bảo hành cho các bạn 6 tháng, không bao phí ship, cam kết là hàng xịn chuẩn, dùng ngon. Rồi tiếp theo là một bộ sạc này, bộ này mình hay gọi là bộ siêu thần thánh, bởi vì tại sao bộ này dùng cho tất cả các máy chạy hệ điều hành Android, nếu có chân sạc là chân Type-C là sạc rất nhanh. Sạc rất nhanh các bạn nhé. Đấy. Cực kỳ là ok luôn nha các bạn. Với giá chỉ có 200 ngàn. Đây là bộ sạc Zin 25W của Samsung, dùng tương thích cho tất cả các đời Android mà có chân sạc là Type-C. Chỉ 200 200 nghìn thôi bạn nhé, bao gồm là sợi dây và cả củ này nữa. Mà loại xịn giá như thế rất là hấp dẫn, rất là hấp dẫn luôn nha các bạn. Rồi tiếp theo thì có cái sản phẩm là tai nghe của dòng Note, tai nghe Zin các bạn nhé. Dòng Note này nhưng mà là của cái dòng Note đời mới, chẳng hạn như từ Note 10 là các bạn không thấy nó sử dụng cái chân sạc là cái chân tròn nữa. Một số bạn về cứ tìm kiếm ở sao dạo này cái chỗ tai nghe cắm vào đâu. Đấy, hôm trước thì mình cũng có gặp khách hàng hỏi như thế rồi. Thì đây đây là cái bộ tai nghe để cắm chung với lại chân sạc cho cái dòng Note 10 trở lên. Note 10, Note 10 Plus, S20 Plus, S20 hoặc là vân vân và mây mây. Thì các bạn cũng biết là
Nếu như chúng ta không tìm thấy cái lỗ tròn 3.5 thì chắc chắn rồi, nó cắm chung với cái chân sạc các bạn nhé. Đấy. Thì cái bộ này là zin 200.000, nghe rất là hay, êm tai, bát ấm, nghe như vũ trường luôn, 200. Dĩ nhiên là cũng không có bao ship ha. Rồi tiếp theo là cái bộ đây, cái bộ 3.5. Mình nói là đến cái loại đời 3.5 này thì cái dòng S10 Plus cũng vẫn dùng, A70. Nói chung là từ S10 Plus trở xuống cho đến những cái dòng A hoặc là những cái dòng phổ thông, dòng rẻ tiền thì dùng cái đầu 3.5 đây. Cái này thì cũng nghe hay, cực kỳ hay, chuẩn chỉ, bát ấm và dây dù rất là bền. Đấy, rất là bền, không bền mình chả dám bảo hành, đúng không? Đó, mình bảo hành tới 6 tháng các bạn lo gì. Thì cái sản phẩm này là giá là 120, dĩ nhiên cũng không bao ship. Rồi tiếp theo là một cái bộ sạc cực kỳ xịn sò của dòng iPhone, iPad đời mới. Thì cái này là dành cho hạng sang, chẳng hạn như các bạn mua iPhone 11 Pro Max trở lên, hoặc là 12 Pro Max, 13 các thứ các bạn thích thì chơi cái dòng này. Đây là bộ sạc chính hãng 20W, 20W bao gồm cả cáp zin và cái củ zin, là gọi là một bộ các bạn nhé. Gọi là một bộ là 700.000, và mình có chế độ cơ chế tách riêng ra nếu như các bạn, bởi vì các bạn cũng biết bây giờ các bạn mua máy mới là người ta đã tặng cho sợi cáp kèm theo rồi, nên có nhiều bạn sẽ không mua nữa, đúng không? Đấy, mình chi tiết cho các bạn luôn. Thì các bạn mua cái củ này mình bán 450, dĩ nhiên là cũng không bao ship các bạn nhé. Còn cái cáp này nếu như ai bị đứt, bị hư hoặc bị mất muốn mua thêm, hoặc thậm chí là chưa có muốn mua, thì cái cáp này là 250 các bạn nha, và nguyên bộ là 700. Ok. Và cuối cùng cái sản phẩm phụ kiện thì giới thiệu đến các bạn cái đầu đổi, cái dây đổi. Cái dây này ngắn lắm nhưng mà nó xịn, bởi vì ở trong này nó có thiết kế những cái con chip zin chính hãng, nên nó rất là đắt. 250, nó có một tí tẹo này thôi, 250. Tuy nhiên cái này thì chỉ những bạn mà sử dụng iPhone mà cần kết nối nó sang loa hoặc là sang âm ly thì chúng ta mới sử dụng cái dây này nhá. Bởi vì cái dây này nó cho ra một cái âm thanh kết nối rất là hay, đặc biệt chuẩn, không như những cái dây lô, cho nên giá nó đắt, 250 một sợi các bạn nha, 250. Dây này gọi là dây đổi từ Lightning sang 3.5 nha các bạn. Cứ gọi là dây đổi cắm vào iPhone, đổi tai nghe iPhone cho nó phổ thông ha, 250. Đấy, rồi, thì vừa rồi là xong phụ kiện, bây giờ chuyển qua có mấy con máy mà nó tồn kho cũng lâu, nó có hộp luôn, thì mình bán, hôm nay bán mềm mềm tí để cho các bạn mua ủng hộ cho mình, cho nó hết đi, mình thu hồi vốn ha. Đầu tiên là Realme 7 Pro, con này thì có là hàng xài rồi, khoảng đạt được khoảng 99%, 99% màu xanh lơ các bạn ha. Con này thì cấu hình cao, RAM 8, bộ nhớ 128GB, chip Snapdragon của Mỹ. Và dòng Realme này là anh em với nhà Oppo. Đấy, và con máy này thì rất là ok, chuẩn, đạt tiêu chuẩn, chuẩn chỉ của một chiếc máy cũ đã qua sử dụng, tuy nhiên còn rất ngon để các bạn sử dụng bền lâu. Mình cam kết đây là hàng chính hãng, dùng được 2 SIM, bảo hành cho các bạn 6 tháng nếu có lỗi. Và đây là có máy và hộp sạc zin của nó luôn, tức là máy này dùng rồi nhá. Rồi hôm nay mình bán cho các bạn với giá là 4.800.000 thôi, 4.800.000, nói chung giá rất dễ mua. Đây là con Realme 7 Pro các bạn nhé, 7 Pro, màn hình AMOLED rất là chất nha. Đó, Realme 7 Pro có hộp sạc zin, máy khá đẹp. Tiếp theo thì mình có một con máy Samsung mới, đó là con S21+5G. Hôm nay mình giảm thêm 200 cho các bạn mua, giảm lỗ sấp mặt luôn. Hôm trước giảm hẳn 5 triệu so với máy mới rồi, nhưng mà một số bạn cũng còn đắn đo, nay giảm 200 nữa cho mạnh mẽ lên nhé các bạn nhé. Đây là một con máy mới tồn kho ở chỗ mình, chưa ai xài, mình cũng không xài. Nguyên hộp còn nguyên si đây, màu tím, viền gôn. Đó là S21+5G, bản 5G nha. Con này RAM 8, bộ nhớ 128GB, được trang bị con chip Exynos 2001 cực khủng và một viên pin rất trâu 4008 các bạn nhé. Về dòng S của Samsung về màn hình thì các bạn khỏi chê rồi, con nào cũng 2K+, rồi quay phim Full HD, 4K gì tùm lum hết á, nó rất là chất nha. Và đây là con hàng chính hãng, mới nguyên, còn trong hộp chưa ai dùng, tồn kho thanh lý cho bạn với giá 14.800.000, 14.800.000. S21+ hay còn gọi là S21+5G, mới keng xà beng nguyên hộp luôn. Rồi tiếp theo là một con nữa cũng mới keng xà beng, giá bán là 7.700.000. Đó là con A52S 5G. Con này RAM 8, bộ nhớ 128GB, pin trâu, cấu hình khỏe, là máy mới luôn, máy mới luôn mà bán rẻ hơn
3 triệu so với các bạn đập hộp nhá. Đấy, mới cam kết là chưa ai đút sim vào dùng đâu, các bạn yên tâm. Mới cứng luôn, nguyên hộp có phụ kiện zin nhá. 7 triệu 700 nghìn thôi, có đúng một máy thôi. Rồi tiếp theo là con Xiaomi 11 Lite, hay còn gọi là Mi 11 Lite. Con này RAM 8, bộ nhớ là 128GB, cấu hình khá là ok, chuẩn chỉ. Giá máy mới nó cũng đắt, hình như là 7 triệu mấy, tuy nhiên mình bán ở đây là siêu lướt. Không có mỗi cái hộp không, không có phụ kiện nhá, mỗi cái máy với cái hộp thôi. Và máy các bạn thấy này rất là mới. Hôm nay mình bán cho các bạn là 5 triệu 3 thu hồi vốn. Đấy, rất là mới. Rẻ hơn được 2 triệu mấy so với các bạn đập hộp nhá, con này nó mới keng luôn. Đấy, chưa ai dùng các bạn ha, mới cứng luôn. Tồn kho thanh lý 5 triệu 300 ngàn, có máy với hộp không có phụ kiện các bạn nhá. Rồi tiếp theo thì mình có một con nữa cũng của Xiaomi. Con này Xiaomi 11T, con này có 5G. Và con này là phiên bản đặc biệt. RAM 8, bộ nhớ là 256GB. Chưa khui siêu màn hình. Này vẫn còn nguyên siêu màn hình các bạn ha. Tức là máy mới luôn, chưa ai dùng. Thậm chí còn chưa khui. Và có phụ kiện. Đây, có bộ sạc zin 67W. Kèm theo trong hộp là máy mới và là phiên bản đặc biệt nha. 256GB, camera 108MP. Đấy, nhìn camera biết khủng rồi. Hàng khủng nhìn phát biết ngay ha. Giá bán là 9 triệu 600 nghìn. Giảm tiếp 200. Bán cho xong đi. Lần sau nhìn mấy con này kịch mạch không dám nhập nữa. Nhập về toàn bán hòa, bán lỗ rồi. Rõ là nó ngon đấy. Nhưng mà chắc khách hàng đôi khi chưa khai thác được hết cái độ hot của cái thằng Xiaomi. Bởi Xiaomi nó rất là khủng nha. Cấu hình rất là mượt mà. Nhưng mà khả năng về số đông thì hay thích iPhone và Samsung hơn. Đấy, cứ nói trắng phớ ra như vậy thì thanh lý thôi. Rồi tiếp theo là đến V-Smart Aris của Việt Nam. Con này cũng cực kỳ là ok. Và đây là phiên bản RAM 8, bộ nhớ là 128GB. Hàng dùng lướt nhưng còn rất mới. Con máy thì mới cực kỳ. Và bộ sạc zin V-Smart còn nguyên luôn. Đấy, mới leng keng như xà beng màu xanh. Giá của nó là 3 triệu 700 ngàn ngày hôm nay các bạn nhé. Aris, V-Smart Aris RAM 8, bộ nhớ là 128GB, chính hãng Việt Nam, dùng được 2 SIM. Người Việt Nam ủng hộ hàng Việt Nam đấy các bạn. Ok, rồi vừa rồi giới thiệu khá nhiều phụ kiện xịn sò và máy đập hộp các kiểu mà bị phải bán lỗ. Thì bạn nào kết cái sản phẩm nào hãy alo cho mình qua số điện thoại 0979 78 2366 hoặc là số 0367 709 123 để đặt cọc mua hàng nếu như các bạn mua online. Còn những bạn ở gần khu vực Tân Phú, Đồng Nai thì có thể đến trực tiếp ngay số của mình sát cổng chợ Ngọc Lâm, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. À, cửa hàng của mình nằm ngay cái quốc lộ 20, khoảng cây số 130, hướng từ Dầu Giây đến Đà Lạt các bạn nhé. Ở cây số 130 ngay chợ Ngọc Lâm nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn yêu mến ủng hộ và đăng ký kênh Di Động Nhật Nam. Bạn nào còn chưa đăng ký thì đăng ký ủng hộ cho mình. Và cũng đừng quên like, chia sẻ video đến nhiều người hơn. Cảm ơn, chúc các bạn thật nhiều niềm vui và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.